Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we will know. How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Linh Lam Diary và Cuộc Sống Pháp. Như các bạn đã coi video trước thì nhà mình vào kỳ nghỉ hè năm nay thì có đi xuống thành phố Briançon để chơi. Và hôm nay thì hiện tại mình đang đứng ở bãi đỗ xe của Côn de Granon. Đây là một ngọn đồi nằm cách thành phố Briançon cỡ khoảng 17,7 km, cỡ khoảng nửa tiếng lái xe. Và từ cái ngọn đồi này á, thì sẽ có rất là nhiều con đường để cho các bạn có thể đi hiking. Và hôm nay thì nhà mình và Lam cũng là lần đầu tiên cho bé được đi leo núi. Thì Côn de Granon có độ cao là khoảng 2.400m so với mực nước biển. Do đó thì những cái người nào mà không có quen leo núi á, thì leo núi sẽ bị mệt do ở cái độ cao á, thì không khí nó khá là loãng. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình leo núi cao như vậy. Nên mình cũng không biết là mình có chịu nổi cái áp suất khi mà leo lên cao hay không. Và Lam cũng là lần đầu tiên được đi leo núi. Rất là tội nghiệp cho em hôm nay là tại vì đường leo lên trên cái ngọn núi này á, thì cũng khá là nhiều khúc cua. Do đó em đã bị say xe và bị ói. Mình để cho em bé đi dạo một xíu trước khi mà cả nhà cùng nhau khởi hành. Để cho em ấy đỡ mệt đó mà, đỡ bị say. Bây giờ thì nhà mình sẽ chuẩn bị khởi hành, mời mọi người cùng theo chân nhà mình để đi ngắm cảnh núi non ở nước Pháp nhé. Côn de Granon là một trong những ngọn núi thuộc dãy Alpes của nước Pháp. View từ đây thì các bạn có thể nhìn thấy ngọn núi Méry, rồi Pas de Zécant và rất là nhiều ngọn núi nữa mà mình lại quên tên mất rồi. Tuy nhiên nhìn những cảnh núi non trùng điệp như thế này thì mọi người có thấy thích không nè? Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ như thế này thì chúng ta cảm thấy con người thật là nhỏ bé đúng không nào? Hai hoạt động chính trong kỳ nghỉ hè mà người dân Pháp thường làm
đó chính là đi biển hoặc là đi leo núi. Tuy nhiên, những cái thành phố ở biển á, thì sẽ rất là đông khách du lịch luôn á. Vào mùa hè á, thì có những cái bãi biển mà các bạn sẽ thấy toàn là người và người không. Còn đi leo núi á, thì mình thấy thường là ít người hơn. Vì leo núi cũng giống như là một môn thể thao cần rất là nhiều thể lực. Và lộ trình mà hôm nay nhà mình chọn đi ở Col de Gâneau thì cũng khá là dễ đi á mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Đường đi thì cũng khá là bằng phẳng, không có quá nhiều đồi núi hay là dốc đá gì cả. Ở ngọn núi này thì ngoài những cái cung đường đi hiking khá là đẹp và dễ dàng thì còn là địa điểm nhảy dù khá là lý tưởng cho những người yêu thích nhảy dù đó mọi người. Có bước đi bước nào đâu, toàn là để bộ cổng thôi. Thì những cái gia đình nào mà yêu thích leo núi á, thì họ cũng sẽ đem con nhỏ của họ đi theo và có cái củi giống như là của Lam này mọi người, để cõng các em đi theo. Nãy giờ vợ chồng mình cũng đi bộ được một đoạn khá khá rồi nè mọi người. Cũng may là đường bằng phẳng nên cũng không có hề mệt lắm. Đường leo lên núi này thì sẽ bị đóng vào mùa đông và chỉ mở cửa cho người dân đi tham quan, đi ngắm vào mùa xuân và mùa hè. Mẹ chồng mình bảo rằng khoảng thời gian đẹp nhất để đi leo núi Col de Gâneau là vào khoảng tháng 5, tháng 6. Lúc đó thì là cuối mùa xuân và bước vào mùa hè, tuyết thì đã bắt đầu tan rồi, cỏ thì mọc xanh và hoa cỏ thì nở khắp muôn nơi. Nói chung lúc đó thì cảnh rất là đẹp. Thank you.
Đẹp bố không? Đẹp không con? Con có mệt không? Sắp tới nơi rồi nhá. Không có xa ở đây đâu con. Voilà, la route qui monte. Allez, on bientôt arrivé. Nãy giờ thì nhà mình đi chắc cũng khoảng được tầm 3 km. Và đường thì khá là bằng phẳng, dễ đi. Chỉ có mỗi cái khúc này là hơi hiểm trở một xíu, là mình phải leo dốc và có một ít đá. Nói chung là hơi khó đi một xíu thôi à. Địa điểm mà hai vợ chồng mình muốn đi ngày hôm nay đó chính là một cái hồ trên núi là Lac de Lune. Tuy nhiên hai vợ chồng mình bị đi lộn đường, đi sang một hướng khác thì cái hướng này dẫn tới một cái hồ khác gọi là Lac de Cristal. Tuy nhiên cái hồ này thì nó xa hơn đó mọi người. Và cái đường để xuống cái hồ này cũng khó đi hơn, tại vì nó phải leo xuống dốc á. Mọi người có nhìn thấy cái hồ ở đây không nè? Cuối cùng thì nhà mình quyết định là dừng chân lại ở đây, ăn trưa, nghỉ ngơi và chụp hình cỡ khoảng nửa tiếng, rồi chuẩn bị quay về. Vì thật sự là hai vợ chồng mình cũng mệt rồi á. Đặc biệt là chồng mình phải cõng theo Lam nữa đi suốt quãng đường nên là cũng hơi mệt rồi, nên là chuẩn bị phải đi về. Đón lên đi con. Ôm chapeau.
chín. Ta đổ nước đi. Do chồng mình đi một cái đôi giày mới á, nên là bị rộp chân. Do đó rất là mệt, cộng thêm trưa thì nắng nữa, rồi lại phải cõng thêm Lam khoảng mười mấy ký nữa. Nói chung là hơi bị đuối. Chỉ có Lam là khỏe nhất thôi, vì em ấy không phải đi bộ một bước nào. Và em ấy thì rất là khoái chỗ dừng chân này, vì ở đây có rất là nhiều đá. Em ấy rất là thích nghịch những cái cục đá này á. Đúng rồi. Đúng rồi. Trên đường về có khoảng còn 2,5 km nữa thì mình thay chồng mình cõng Lam, vì chồng mình khá là mệt rồi. Lam thì ngủ gục ở dọc đường luôn. Và mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Mong rằng các bạn sẽ thích cảnh thiên nhiên bình yên của nước Pháp. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nhớ đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye!